Chào bạn nha. Nay để mình quay cái anh thợ cái cây ảnh khách sạn hạ cây dừa các bạn ơi. Cây dừa này nằm ở trước sân nhà người ta nữa các bạn. Hai trước sân nhà người ta có cái nhà tường sát vách này nè các bạn ơi. Không có hạ nguyên cây được. Chỉ leo lên chảnh ảnh hạ từ lóng hay gì đây các bạn. Đó cây dừa nè. Đó hạ cho anh chủ nhà đó đó các bạn. Anh mang móng vô khách sạn lên hạ cây dừa nha các bạn. Ồ, móng của anh cái cửa quá nhọn luôn các bạn ơi. Thôi để khi nào anh lên cây mình quay cho các bạn xem nha. Đó, anh khách sạn lại góc dừa đó các bạn, khách sạn lên cây dừa các bạn ơi. Mà nó rớt xuống mình lo mà chạy té cứt mình. Đó các bạn, giờ anh lên cây dừa đó các bạn. Ồ, anh leo trên dừa đi bằng móng như đi bộ luôn các bạn ơi. Lắm. Né hết đi. Chắc anh cắt ngang đó hay gì đó các bạn. Một cái đọt dừa đã gớm các bạn ơi. Rồi đó anh lại sàn lại góc hạ góc các bạn ơi. Máy cưa của ảnh nó bị kẹt ba cái xô dừa hay gì đó các bạn. Yeah.
chà. Rồi cây dừa đã xong các bạn ơi, để anh cắt ra để coi anh cắt như thế nào nha. Anh cắt khúc khúc ra bỏ luôn các bạn. Rồi đã xong rồi đó các bạn ơi. Hẹn các bạn bây giờ thấy trời ơi trời. Trái dừa, trái dừa gì đâu, trái chà bá luôn các bạn. Đây trái dừa. Anh thả anh chắc dừa uống bằng bằng máy cưa luôn các bạn ơi. Rồi mời cả nhà uống dừa luôn bạn ơi. Đó, anh thả anh mời cả nhà luôn nha. Rồi, lọc nhỏ dưới kia luôn bạn ơi. To. Mình kết thúc video các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo ha.